chia tay cường đô la, Hạ Vi có trở lại điểm xuất phát như ban đầu. Nhiều người lo ngại rằng với việc ít hoạt động nghệ thuật như Hạ Vi, thì sau khi không được gọi là bạn gái cường đô la, người đẹp vạn người mê sẽ không được sự chú ý như trước. Mỹ nữ vạn người mê nhưng vẫn thiếu chỗ đứng trong showbiz. Hạ Vi sinh năm 1993 ở Hải Phòng. Cô từng có thời gian du học ở Singapore. Khi về Việt Nam tham gia showbiz, Hạ Vi làm người mẫu ảnh, diễn viên. Người đẹp cũng từng bỏ túi một vài danh hiệu nhỏ như giải phong cách năm 2010 của một tạp chí tuổi teen, giải người đẹp tài năng cuộc thi hoa hậu ảnh báo phụ nữ. Tuy nhiên, giữa bao người đẹp showbiz khác, Hạ Vi vẫn chỉ là một cái tên nhàn nhạt. Dù sở hữu vẻ đẹp vô cùng thu hút, chỉ đến khi bất ngờ xuất hiện vô cùng tình cảm bên cạnh cường đô la, cô nàng có vẻ đẹp yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mới bắt đầu được dân tình dành cho một sự quan tâm vô cùng đặc biệt cùng báo giới và người hâm mộ. Cái nắm tay đi vào lịch sử showbiz đưa tên tuổi Hạ Vi từ không thành có. Sau ồn ào chia tay với vợ cũ Hồ Ngọc Hà vào giữa năm 2015, có tin đồn cường đô la với bạn gái mới, tuy nhiên anh khá kín tiếng. Mọi chuyện chỉ thực sự ồn ào khi cường đô la bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp chân của một đôi trai gái mặc đồ thể thao trong thang máy trên Instagram. Cùng thời điểm đó, Hạ Vi cũng chia sẻ bức ảnh y hệt trên trang cá nhân của cô rồi nhanh chóng xóa đi. Điều đó khiến nhiều người đoán ra rằng chàng doanh nhân và nàng hot girl đang hẹn hò. Sau đó, Hạ Vi tiếp tục gây tò mò khi chia sẻ ảnh ngồi trong một chiếc xe ô tô có ghế màu đỏ đầy hạnh phúc. Không khó để người hâm mộ nhận ra rằng chiếc xe của cường đô la và Hạ Vi cùng selfie và chia sẻ ở thời điểm đó là một. Tuy nhiên, khi liên lạc về phía người đẹp, đại diện truyền thông của nữ diễn viên cho biết hiện cô đang tập trung vào việc đóng phim và không muốn trả lời về việc này. Sự việc chỉ thật sự ngã ngũ vào ngày 31 tháng 10 năm 2015, một trang mạng săn được ảnh của cường đô la cùng Hạ Vi nắm tay nhau đi ra khỏi một nhà hàng. Hai người rất thoải mái và tình tứ, dường như không ngại điều gì. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, đã gây nên một cơn sốt, cư dân mạng dành những lời ngưỡng mộ cho đại gia phố núi vì sự mạnh mẽ, đàn ông khi dám công khai thể hiện tình cảm dành cho bạn gái. Cũng từ cái nắm tay này mà sau đó Hạ Vi trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hình ảnh của cô ngập tràn trên các mặt báo với danh nghĩa bạn gái của cường đô la. Hạ Vi ngay lập tức được săn đón và trở thành một ngôi sao trong làng giải trí Việt. Bỗng chốc cộng đồng mạng quan tâm đến nhan sắc Hạ Vi, quan tâm đến diễn xuất của cô trên sàn các quốc cũng như lĩnh vực điện ảnh. Đường tình yêu nhiều ngọt ngào. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, cường đô la không ít lần chiều chuộng khi thắp tùng bạn gái đến các sự kiện của showbiz. Hạ Vi cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh cường đô la trong các buổi hẹn hò với bạn bè của doanh nhân 8X. Trên trang cá nhân của đại gia phố núi, thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm bên bạn gái 9X, kèm theo đó là những lời yêu ngọt ngào khiến nhiều người ghen tị. Đặc biệt vào cuối tháng 11 năm 2015, những hình ảnh tình tứ của Hạ Vi và cường đô la khi dự đám cưới ở Gia Lai được một người bạn chia sẻ khiến dư luận xôn xao. Trong ảnh, doanh nhân phố núi thoải mái ôm hot girl sinh năm 1993, trong khi Hạ Vi nép vào vai người yêu rất tình tứ. Những hình ảnh này được cường đô la cho hiện lên trang cá nhân như một cách công khai chuyện tình cảm với Hạ Vi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng cường đô la chuẩn bị tính chuyện lâu dài với Hạ Vi khi đưa cô về quê giới thiệu với bạn bè, gia đình và người thân như vậy. Sau đó, trong một bài phỏng vấn, Hạ Vi cho biết cô bị thu hút bởi tính cách của cường đô la khiến cô cười, khiến cô trở nên tự tin hơn. Em rất thích cách anh ấy lắng nghe em, cách anh làm em cười và nhất là anh ấy tự tin. Nhìn anh tự tin, em cũng học được cách để tự tin hơn. Có anh ấy, em thấy mình như bước vào một vùng trời mới, em trưởng thành hơn, bình yên hơn. Kiểu như được bao bọc che chở, dù mai này phong ba bão táp đó chị. Trước, em là người không chắc chắn, rất dễ dao động. Nhưng ở cạnh anh ấy, em bỗng dưng trở thành người rất chắc chắn, không muốn thay đổi gì thêm nữa. Chuyện tình của cường đô la và Hạ Vi còn khiến nhiều người ngỡ. Cả hai sắp về chung một nhà khi tháng 1 năm 2016, Hạ Vi xuất hiện cùng cường đô la trong phòng họp của công ty anh. Dù quản lý của nữ diễn viên khi đó xác nhận, nữ diễn viên đến công ty của bạn trai để học việc, chứ không phải trợ lý hay thư ký riêng cho cường đô la, nhưng đông đảo công chúng vẫn cho rằng đây là một cách giúp Hạ Vi dần quen với công việc của công ty nhà bạn trai. Và không ít lần dính tin đồn tan vỡ, yêu nhau ngọt ngào như vậy nhưng cường đô la và Hạ Vi không ít lần bị cho là đã chia tay. Tất cả bắt nguồn từ việc cả hai không còn kết nối với nhau trên mạng xã hội.
đó là vào thời điểm cuối tháng 8 năm 2016. Nhiều người theo dõi Instagram nhận thấy Hạ Vi và Cường Đô La đã xóa sạch hình ảnh và thông tin liên quan đến người kia trên trang cá nhân. Một nguồn tin khi đó tiết lộ Cường Đô La giận dỗi Hạ Vi nên tạm thời xóa mọi thứ liên quan đến người yêu. Giữa thời điểm tin đồn chia tay đang được lan truyền, Hạ Vi đăng tải ca khúc Anh Cứ Đi Đi trên trang cá nhân. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần đăng tải status bóng gió, đóng Facebook mỗi lần giận dỗi người yêu. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 năm 2016, cặp đôi lại bị bắt gặp cùng nhau đi ăn. Khi đó, theo nhiều nguồn tin, Cường Đô La và Hạ Vi gương vỡ lại lành. Song mối quan hệ này cũng kéo dài không lâu, đến đầu tháng 4 năm 2016, Hạ Vi bị nhiều trang báo cho là nhan sắc xuống dốc không phanh và nguyên nhân là do cô buồn bã vì chuyện tình cảm. Dù sau đó Cường Đô La có lên tiếng bênh vực bạn gái thì dư luận cũng không khỏi nghi ngờ cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Và cái kết được báo trước, tháng 5 năm 2015, quản lý của Hạ Vi chính thức thừa nhận cả hai đã chia tay. Lý do được đưa ra cặp đôi không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nguồn cơn sâu xa là do Cường Đô La quá nhiều lần tái hợp với vợ cũ Hồ Ngọc Hà khiến Hạ Vi không hài lòng. Về phần mình, Cường Đô La im lặng trước thông tin này. Còn Hạ Vi, cô bị cho là có bạn trai mới, song người đẹp gốc Hải Phòng phủ nhận. Hiện tại Hạ Vi vẫn độc thân và đang trau dồi kỹ năng để chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật tiếp theo. Tuy vậy, với sự ít xuất hiện và độ nóng không còn như trước, nhiều người lo lắng rằng liệu Hạ Vi có trở về xuất phát điểm sau khi chia tay Cường Đô La. Cát Phượng bất ngờ rủ tình trẻ cưới khi cặp song song kết hôn. Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi, không lẽ tháng 10 mình cũng cưới luôn ta. Cát Phượng chia sẻ ngay khi có thông tin cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo xác nhận kết hôn. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Cát Phượng có chia sẻ dòng trạng thái khá dài mượn lời ca khúc Đám Cưới Trên Đường Quê để đề cập đến thông tin cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ kết hôn vào tháng 10 tới. Cụ thể Cát Phượng viết: Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, ra mà xem họ cưới nhau rồi. Anh ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Tiếp lời, nữ diễn viên khiến người hâm mộ phân vân khi chị nửa thật nửa đùa. Không lẽ tháng 10 mình cũng cưới luôn ta, được quyết định vậy đi. Tháng 10 này mình cưới luôn, nhưng năm nào thì chưa biết. Thay cho lời kết, Cát Phượng gửi lời chúc mừng đến hạnh phúc cho cặp đôi siêu sao màn ảnh Hàn. Cặp này nhìn cưng quá hè, toàn xã hội. Chúc hai bạn hạnh phúc, một hạnh phúc luôn trong veo như chính cuộc đời của hai bạn, trong veo như gương mặt của hai bạn. Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nghệ sĩ Cát Phượng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người yêu quý cặp đôi Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cho rằng nữ nghệ sĩ đang rủ kéo người tình trẻ sớm về chung một nhà. Dự là có người nôn không kém, nhớ đừng quên con nha cô, góp vui, Facebooker Tân Tươi Tắn bày tỏ. Đáp lại ý kiến của cư dân mạng, Cát Phượng hài hước cho hay, nôn thì không nôn mà nóng, khiến nhiều người thích thú. Cách đây ít giờ, bạn trai của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, cũng có dòng chia sẻ ngay khi biết thông tin ngọc nữ màn ảnh Hàn, Song Hye Kyo sẽ kết hôn vào ngày 31 tháng 10 với Song Joong Ki. Tôi đã ngã quỵ, choáng váng, trời đất một màu đen. Kyo ơi, hạnh phúc nhé, diễn viên Kiều Minh Tuấn viết trên trang Facebook cá nhân. Phía Cát Phượng cũng từng cho biết, chị chọn Kiều Minh Tuấn vì cái tâm của anh. Sau này tôi dám chắc ai làm vợ Kiều Minh Tuấn sẽ rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi hay có suy nghĩ nếu chuyện chúng tôi không thành, Tuấn tìm được người mới, thì đích thân tôi sẽ đứng ra xem xét và mai mối tổ chức hôn lễ cho Tuấn. Anh Tuấn cũng thường bảo tôi khùng vì suy nghĩ kỳ quặc này, Cát Phượng cho hay. Bất chấp dư luận, Minh Béo đăng đàn tuyển sinh thí sinh thi game show. Bất chấp những chỉ trích dữ dội từ dư luận, bỏ ngoài tai lời khuyến cáo từ cơ quan chức năng, Minh Béo vẫn thực hiện phương châm việc ta làm. Mới đây trên trang cá nhân, Minh Béo đăng tải thông tin tuyển sinh chương trình Kịch Với Nhau. Diễn viên bị khép tội ấu dâm ở Mỹ cho rằng đây là hình thức đẩy mạnh phong trào văn nghệ trong xã hội hiện đại, truyền tải thông điệp nhân văn đến người xem. Minh Béo không quên nhấn nhá sang câu chuyện bùng nổ game show ở giai đoạn hiện tại. Anh ta khoe chương trình mới này sẽ giúp nhiều thí sinh không đủ điều kiện tham gia game show, truyền hình có cơ hội tỏa sáng.
để lôi kéo thí sinh, Minh Béo quảng cáo người chơi sẽ được diễn với những nghệ sĩ tài năng nổi tiếng, có cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp và nhận phần thưởng tương ứng từ 3 triệu đến 10 triệu đồng. Đặc biệt, thí sinh có thành tích tốt nhất còn được tham gia khóa học diễn viên miễn phí trong 3 tháng và đóng trong một vở diễn do Minh Béo đầu tư. Một lần nữa, Minh Béo lại khiến khán giả bức xúc vì sự chơi cháo của anh ta. Trước đó, hôm 3 tháng 6, khi livestream trên sân khấu, Minh Béo đã khóc lóc kể chuyện mẹ đứng ngoài cửa rạp để bán vé. Anh ta còn nói chỉ xin diễn một suất và sau này chưa biết bao giờ mới có dịp tái ngộ khán giả. Nhưng chỉ sau vài ngày, Minh Béo diễn từ suất này đến suất khác, trực tiếp làm đạo diễn và dàn dựng nhiều vở kịch dù bị khán giả tẩy chay. Và bất chấp những chỉ trích trong đợt tuyển thí sinh khi mới ra tù, Minh Béo vẫn hùng hồn quảng cáo cho đợt chiêu sinh mới bằng hình thức khác. Lần nào cũng vậy, Minh Béo luôn khóc lóc xin lỗi mong khán giả một cơ hội. Trong những giọt nước mắt cầu xin, anh ta chưa bao giờ quên lòng vào quảng cáo sân khấu và các vở diễn của mình. Minh Béo chơi chẽn hết lần này đến lần khác. Anh ta chưa bao giờ hối lỗi, càng không biết xấu hổ là gì. Nhiều cư dân mạng bức xúc. Họ chỉ trích lại tuyển sinh nữa sao? Còn có ai nổi tiếng muốn hợp tác với Minh Béo nữa vậy? Chúng tôi không tẩy chay Minh Béo, nhưng cách anh ta thể hiện để hòa nhập với xã hội thật đáng lên án. Anh ta phạm tội mà bình thản trở lại, như chưa hề có cuộc chia ly. Trong một phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hồi cuối tháng 6, không ít đại biểu quốc hội cho rằng cơ quan chức năng có liên quan cần mạnh tay hơn trong quản lý văn hóa. Đại biểu Đàn Phú Yên đưa vấn đề Minh Béo giữa phiên chất vấn thể hiện sự không đồng tình khi tội phạm xâm phạm tình dục về nước vẫn hoạt động đào tạo nghệ thuật. Hồi tháng 5, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo Minh Béo không nên tham gia hoạt động biểu diễn để tránh làm xấu môi trường nghệ thuật. Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, bị bắt tại Mỹ hôm ngày 24 tháng 3 năm 2016 vì hành vi ấu dâm. Anh ta lĩnh 9 tháng tù giam và bị trục xuất khỏi quốc gia này. Sau khi hết hạn tù về nước, Minh Béo luôn có thái độ coi thường dư luận.